Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với khóa học về hệ hoàn Linux của kênh Trai TV. Và đây là bài học cuối cùng của các khóa quản trị này. À, sau cái bài học này thì các bạn có thể tìm và học lên cái khóa nâng cao. Cái khóa đấy thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề phức tạp hơn về quản trị server. À, chúng ta sẽ tìm hiểu về à, các cái thao loại. Ví dụ như chúng ta có thể cài đặt cơ sở dữ liệu hoặc là các bạn có thể cài đặt những cái web server hoặc là quản lý về email server vân vân. À, nhưng mà đến cái bài học này thì là chúng ta sẽ kết thúc cái phần đầu cái khóa học cơ bản về cái quản trị hệ điều hành Linux LPI 1 các bạn nhé. À, cái bài cuối này thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để chúng ta có thể debug cái lập trình cell ở trong cái hệ điều hành Linux thì để mà debug các bạn rất là dễ thôi các bạn. Các bạn có thể sử dụng cho mình à hai cái cờ, à, các bạn có thể là set cái giá trị của cái cờ này là x hoặc là v. Thì với X thì các bạn sẽ hiển thị ra cái pass uh, sẽ hiển thị mỗi dòng lệnh trước khi nó được thực thi và cái giá trị của nó nó sẽ là cái gì. Trừ V thì nó sẽ hiển thị cả cái câu lệnh gốc và nó sẽ hiển thị uh, nó, tức là nó sẽ hiển thị cái câu lệnh gốc của các bạn nhé. Và thông thường á, thì khi chúng ta debug thì chúng ta có thể kết hợp cả hai cái câu lệnh này luôn. À, rồi, bây giờ thì mình sẽ mở cái thằng hệ đoàn Linux ra và mình thử debug cho các bạn xem nhé. Uh, bây giờ thì mình sẽ mình sẽ copy cái bài hôm trước đi hôm trước là chúng ta có bài số 54 đó đúng không thì mình sẽ copy cái bài 54 này thành cái bài số 55.sh nha mình sẽ copy nó ra và mình sẽ mở cái thằng này ra sudo nano 55.sh để mình thử mình debug cho các bạn xem thì cái việc bắt đầu tiên mà dễ dàng nhất á, thì các bạn có thể đặt ngay một cái một cái giá trị phía sau này là các bạn có thể là trừ x ở đây à, các bạn có thể để một cái giá trị là trừ x phía sau cái chữ pass này khoảng trắng ra nhé rồi các bạn có thể control x để các bạn lưu lại nè mình chúng ta sẽ debug luôn cho cho các bạn xem ha thì chúng ta có thể run cái file này À, 55. SH. Đây là cái file copy từ cái bài hôm trước. Cái bài hôm trước là chúng ta đọc dữ liệu từ một cái file test. Sau đó chúng ta sẽ sắp xếp cái mạng nó lại rồi chúng ta sẽ xuất ra một cái, một cái tập tin mới. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có là input. txt và chúng ta sẽ đưa nó ra là output. txt Thì khi mà các bạn run cái cell này á thì cái thì chương trình của chúng ta ở đây nè nó sẽ hiển thị từng cái dòng một à cái giá trị của chúng ta nó sẽ là như thế nào ví dụ như đầu tiên là file input là cái gì đó rồi file output là cái gì rồi sau đó nó sẽ kiểm tra cái gì nó thực hiện cái hành động gì và n nó sẽ bằng bao nhiêu rồi từng cái vòng lặp nó sẽ đi như thế này các bạn nhìn thấy chưa đó, từng cái vòng lặp nó sẽ à, được tính cái giá trị như thế nào ví dụ như cái lần lặp đầu tiên thì y bằng không nha rồi nó mới làm tới cái hành động này làm tới hành động này rồi nó thấy là a à, thêm nó sẽ bằng 5 nè rồi nó cho ARRG bằng 9 rồi ARRI bằng 5 có nghĩa là từng cái hành động một của nó nó sẽ hiển thị ra cho các bạn để các bạn kiểm tra cái code của các bạn là cái cách mà nó làm việc nó có đúng hay không và nó có bị lỗi hay là nó có bị ngắt ngang ở một cái vị trí nào đó không nhá các bạn có thể là chỉnh sửa lại cái tập tin này một chút đó là Ví dụ ở đây là mình mình thêm một cái option nữa là trừ V thì nó sẽ in luôn cả cái câu lệnh gốc ra cho các bạn là trừ x trừ V nhé là vừa là vừa in cái à, cái giá trị của từng từng cái bước ra và chúng ta sẽ in luôn cái câu lệnh gốc nữa các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nè, mình sẽ gọi lại cái cái thằng này. Các bạn enter nhé thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái kết quả của mình cái khi mà chúng ta đi bất cái này thì nó sẽ hiển thị cái câu lệnh gốc ra trước. Ví dụ như các bạn cho là file input bằng, file input bằng S1 rồi sau đó cái giá trị của cái file input này nó sẽ bằng input txt rồi file input bằng s2 thì cái file output này nó sẽ bằng output txt tức là hai cái giá trị mà chúng ta điền vào nè các bạn nhìn thấy chưa đó chúng ta có thể debug từng dòng như thế này à chỗ này thì nó kết quả nó sẽ như thế nào đó rồi đọc dữ liệu từ mảng thì ví dụ như là chúng ta lên cái câu lệnh này đúng không thì chúng ta sẽ có được cái giá trị của n là bằng 7 À, anh nào đó bằng 7. Rồi chúng ta đây là cái đoạn mà chúng ta sắp xếp nè, thì nó sẽ chạy thì nó sẽ hiển thị ra cái đoạn code ban đầu trước cho các bạn nha. Rồi sau đó nó sẽ thực hiện từ dòng, đầu tiên là y bằng 0 nha. y bằng 0. Y bằng 0 rồi sau đó là z, z nó như thế nào đó rồi dần 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 thì nó sẽ tăng lên thành uh, y bằng 1, y bằng 2, y bằng 3 vân vân đó. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây ha. Nó sẽ có thay đổi cái giá trị của uh, của cái thằng y cho 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 các bạn nha. Đó thì thì nói chung đó, là các bạn mà muốn đi bất thì các bạn có thể sử dụng hai cái cờ trên nếu mà các bạn không muốn đi bất toàn bộ chương trình đó, thì các bạn có thể chỉnh sửa lại như thế này đó là thay vì là chúng ta sẽ gắn cái thằng trừ xv chỗ đây ha chỗ đây này nè các bạn ha các bạn để ý ha trừ xv sau cái dòng này mình sẽ thêm một cái dấu thăng ở đây ha các bạn ha à, rồi à, mình sẽ thêm một cái dấu thăng nhưng mà cái này thì nó sẽ không hiểu thì uh, um thôi mình sẽ để lại như cũ đi nếu mà các bạn có thể bổ sung ha mình sẽ ghi ở đây là mình sẽ ghi chú ha. bổ sung Sv sau cái sạc pin sạc pass để đi bắt toàn bộ chương trình toàn bộ chương trình còn nếu như các bạn không muốn đi bắt toàn bộ chương trình á các bạn muốn đi bắt một cái đoạn nào đó thôi ví dụ như là mình đi bắt từ cái đoạn uh, sắp xếp này thôi thì các bạn có thể dùng cho mình một cái từ khóa như sau ha À, chúng ta sẽ xét trừ xv ở đây các bạn các, các bạn có hiểu kịp chưa à đó là à, bật đi à đó là chúng ta chỉ quan tâm tới kiểm tra một cái đoạn code này thôi thì các bạn sẽ ví dụ, ví dụ như mình chỉ kiểm tra cái vòng lọc vòng lọc for này thôi thì các bạn sẽ bật cái debug ở phía bên trên ở đây thì các bạn có thể tắt cái debug đi bằng cái việc là chúng ta sẽ gõ câu lệnh là set cộng xv các bạn có hiểu kịp chưa đó thì tí nữa chúng ta run cái chương trình của chúng ta là cái đoạn này là nó sẽ bị debug nè. À, các bạn muốn debug cái đoạn nào thì các bạn sẽ sẽ set trừ và set cộng à, cái XV ở chỗ cái vị trí đó các bạn nhé. Rồi, ở đây mình sẽ chọn yes. Rồi, các bạn có thể run lại cái đoạn code này, các bạn enter thì các bạn thấy rằng đó là nó sẽ không có nó sẽ không có debug từ đầu mà nó chỉ debug từ cái đoạn mà vòng lặp for của chúng ta thôi. Các bạn có hiểu kịp chưa ạ? À? đó rất là dễ thôi ha các bạn ha thì các, có thể là các bạn đi bất những cái đoạn nó ngắn hơn nữa hay là tùy một cái vị trí nào đó mà các bạn cần kiểm tra xem coi thực sự là từng bước từng bước á, cái thao tác nó chạy như thế nào thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể tùy ý là bật cái đi bắt này lên hoặc là à, à, hoặc là tắt nó đi ha tắt nó đi ở đây các các bạn nhìn thấy chưa đó, thì chúng ta đã biết cái cách để mà chúng ta bật debug và tắt debug nha các bạn ha à, thật sự mà khi mà các bạn lập trình sâu á, thì kiểu gì kiểu chúng ta cũng phải debug để chúng ta xem thật sự coi cái chương trình của chúng ta nó hoạt động như thế nào, nó thực thi như thế nào nhá. Còn cái việc mà các bạn bật cái tính năng debug lên thì nó cũng rất là dễ. Một là các bạn thêm cái trừ xv phía sau cái thằng pass này để các bạn debug nguyên toàn bộ chương trình. Hai là các bạn cần debug một cái đoạn nào đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái cờ là set trừ xv ở vị trí này. Rồi ở dưới này thì các bạn có thể là set cộng xv để chúng ta tắt nó đi, cái việc đi thì nó chỉ đơn đơn giản như vậy thôi. Các bạn sẽ bật nó lên và các bạn tắt nó đi, không có quá là phức tạp, cũng không có quá là khó đâu. Và hy vọng rằng các bạn sẽ thực hành được cái bài này nhé. Rồi đến đây thì chúng ta cũng đã kết thúc cái chuỗi bài học về quản trị hệ điều hành Linux cơ bản. LPI 1 à, à, Rất là mong trong tương lai thì sẽ được gặp lại các bạn ở trong cái khóa quản trị hệ điều hành Linux nâng cao Khóa đấy thì nó sẽ hơi chuyên sâu hơn vào cái phần server Chúng ta sẽ quản lý server mail, quản lý server web, rồi quản lý cơ sở dữ liệu vân vân Rất là nhiều cái thứ Thì cái phần đó nó sẽ nâng cấp hơn, nó sẽ cao cấp hơn Nó sẽ phục vụ cho những cái bạn đi sâu về operating system hơn nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc, học tập, luôn luôn đạt được kết quả cao và thành công mọi mặt trong cuộc sống của các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn một ngày nào đó hoặc là ở một khóa học nào đó của kênh TV. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.